Làm thế nào để nấu cơm ngon và đảm bảo giá trị dinh dưỡng? Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Ăn sạch sống khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cơm là loại thực phẩm gần như xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn của người Việt. Chắc hẳn sẽ có không ít người cho rằng nấu cơm là một việc rất đơn giản mà ai cũng phải biết. Thế nhưng để nấu cơm đúng cách, đảm bảo giữ lại đầy đủ chất dinh dưỡng của hạt gạo thì không hẳn người nội trợ nào cũng biết. Lo ngại cho sức khỏe của gia đình trước những tin đồn cho rằng một số loại gạo bị tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tẩy trắng, chị Nguyễn Thị Bích Thủy, ngụ tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, rất kỹ lưỡng trong việc chọn lựa loại gạo và vo gạo khi nấu cơm. Trung bình mỗi nồi cơm, thường chị Thủy sẽ vo gạo từ 3 đến 4 lần mới bắt đầu nấu. Tại vì trong cái gạo nó có nhiều cái chất yếu tố, thuốc trừ sâu rồi thuốc dưỡng đồ đủ thứ trơn, nên mỗi lần vo gạo là phải vo nhiều lần cho nó thật kỹ những cái chất dơ ra, vậy mình không có ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn với chị Nguyễn Thị Thu Tâm, kinh doanh quán cơm tại quận 11, thường cho nhiều nước lạnh vào đun sôi khoảng 10 phút, sau đó gạn bỏ nước thứ nhất đi rồi lại tiếp tục cho nước lạnh vào rồi mới nấu chín. Bởi chị cho rằng với cách nấu này có thể làm cơm nhanh chín, gạo tơi và nở đều. Bình thường tôi cũng thường nấu cơm bằng nước lạnh. Thường nấu cơm bằng nước lạnh thì nó tơi, nó thấy nó cũng ngon mà nó không có hại nồi. Thực tế thì có rất nhiều người hiểu sai về cách nấu cơm. Theo một kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi sự hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Viện Lúa Quốc tế cho thấy, có đến hơn 90% số người được hỏi đều thừa nhận phải chà xát hay còn gọi là vo gạo 2 lần trước khi nấu, và gần 50% số người thường có thói quen nấu cơm bằng nước lạnh hay nấu 2 lần như cách của chị Tâm trong đoạn phóng sự ngắn vừa rồi. Đây là những thói quen khiến cho gạo mất đi phần lớn chất dinh dưỡng. Vậy làm thế nào để có được nồi cơm ngon mà vẫn đảm bảo giữ lại đầy đủ chất dinh dưỡng? Đầu bếp Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ gửi đến quý vị những lưu ý cần thiết ngay sau đây. Thưa anh, từ xưa đến giờ thì có nhiều quan niệm cho rằng phải vo gạo kỹ thì mới tốt. Vậy thì theo anh, quan điểm của anh về vấn đề này là như thế nào? Đối với một người đầu bếp thì thực sự khi mà nấu ăn thì quan trọng là giữ được tất cả các chất dinh dưỡng còn lại trên thực phẩm là tốt nhất. Cái cách mà vo gạo mà thật là kỹ mà trước giờ theo thói quen của người Việt mình, đó là cái cách làm đi mất đi hết tất cả các vitamin có phía bên ngoài cái phần vỏ gạo. Phía bên ngoài của gạo của mình á, là nó sẽ có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Khi chúng ta mà vo mạnh á, thì nó sẽ bị mất đi, là nó gồm có những cái giống như là B1, B2, B6 và lipid và cellulo. Và cái cellulo bên ngoài là nó giúp cho cơ thể mình khi mà chúng ta ăn cái gạo đó, nó đẩy bớt cái phần mà về tinh bột. Nó sẽ giúp cho mình làm, tại vì thường thường tinh bột nó sẽ sinh ra một cái lượng, gọi là nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị cái người mà ăn mà gạo mà sạch quá, nó sẽ ở trong đó phần tinh bột nhiều quá, nó dẫn đến độ đường nhiều thì dễ bị dẫn tiểu đường, thì cellulo là cái mà nó sẽ đẩy cái phần tinh bột ra. Nên đối với một người mà nấu ăn thì chúng ta nên, ví dụ như chúng ta gọi là mình tức gọi là rửa gạo hơn là gọi là vo gạo, nghĩa là chúng ta chỉ bỏ và chúng ta dùng tay chúng ta quậy nhẹ để cho nó trôi đi những cát bụi hay bất cứ những gì đó để cho nó trôi bớt đi, và chúng ta chỉ quậy nhẹ thôi để cho cái vỏ nó hạn chế cái ma sát để cho nó mất chất dinh dưỡng ít nhất, và chúng ta sẽ chắc gạn nó ra, và cứ như vậy làm khoảng chừng 2-3 lần thì chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng thôi là chúng ta giữ được cái chất dinh dưỡng phía bên ngoài. Thưa anh, bên cạnh việc vo gạo kỹ thì nấu cơm bằng nước lạnh cũng là một quan niệm từ xưa đến nay. Vậy thì nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh nó sẽ tốt hơn đối với người sử dụng? Thói quen của người Việt mình á là hay có thói quen là nấu gạo từ lúc nước nguội. Và sau đó thì bắt đầu nấu sôi lên, rồi hoặc là có nhiều người thì nấu theo kiểu truyền thống là họ hay nấu sôi lên rồi họ gạn ra, rồi họ là họ xong rồi họ mới châm thêm nước gì đó, hoặc là họ để nguyên nó, họ nấu cho nó chín hết cái hạt gạo. Thì cái quá trình làm như vậy thì nó mất đi chất dinh dưỡng rất là nhiều. Một cái lời khuyên để cho các bạn là nếu mình nấu cơm thì mình nên nấu một cái nồi nước, một ấm nước trước, mình vo gạo sạch rồi mình châm cái nước sôi lên. Thì mục đích là khi mình đổ nước sôi vô thì nó tất cả các chất trong đó nó sẽ làm cho, nếu như nó tái, nó co cụm lại, thì nó làm cho cái chất dinh dưỡng nó không bị tan hòa trong nước trong thời gian mình nấu từ từ trở lên. Cái thời gian mà mình khi mà mình châm nước sôi vô là khi để mình nấu, thời gian nó sẽ nhanh hơn và chất dinh dưỡng nó sẽ bị mất ít nhất có thể. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh.
Như vậy, ngoài việc quý vị chỉ nên vo gạo vừa phải, tức chỉ nên rửa chặt sạch hạt gạo và nấu cơm bằng nước nóng, thì nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng cơm nấu bằng nồi cơm điện ít mất chất kẽm hơn so với nấu bằng nồi đất. Trong quá trình cơm sôi, hạn chế gạn bỏ nước cơm vì sẽ làm mất thêm lượng lớn các chất dinh dưỡng. Khi cơm sôi hẳn, nên vặn nhỏ lửa, đậy vung để giữ nhiệt, tránh cho cơm tiếp xúc với không khí là yếu tố phá hủy các vitamin. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Nếu quý vị có thêm những thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể phản ánh đến chúng tôi và các ban ngành chức năng theo các số liên lạc trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.